Phone nó chụp đủ quay luôn á. Hả? Chụp xong đủ quay nhìn qua 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 lại luôn. Cổng này đẹp á, cổng bốn cánh. Bốn cánh, trên là một cái phích hoa văn. À, rộng của một cánh là 60. Phần 5. Cao lọt lòng của một cánh là 2m81. Cao 2m81. Bên trên có một cái giống như cái phích hoa văn. Rộng 3m9, cao nóc 90. Được làm bởi hoa thép Việt. Sắt 20-20. Sắt hộp 20-20. Chảy 1 lít 4. Chán 3D để sơn giả cổ. Cái này sơn giả cổ rất là đẹp. Cái này mà quét giả cổ đẹp nè. Sơn lên xong đen lên xong nó quét giả cổ, nó có cái điểm rần rần nổi lên đẹp lắm. Các bạn chiêm ngưỡng luôn nha. Tổng gần 3 mét này. Tổng gần 3 mét. 3 mét nào? 6424. Cao à. Đây là cổng mình chưa bọc khung nhé. Người ta đặt hoa văn 624 mà cái khung nữa, khung 48 của nó nữa. Là 12 4832 30 là 24. 24 cộng với 3 khoảng 2m7. Đúng không? Khoảng 2m7. Cao thì là lọt lòng là 2m8. 2m8 thì tìm kia 90 nữa là 3m mấy. Cổng này cao mà. Bạn nào có nhu cầu làm cổng hoa văn thì liên hệ với Hoa Thép Việt theo số điện thoại 0969 310 678 hoặc website là hoathepviet.vn để được cung cấp những mẫu hoa văn thời thượng nhất, rất là bắt mắt, thật là đáng đồng tiền bắt gạo, đúng không sếp Hồng? Ở giữa là cái chữ S. Do cái song dài quá nên là mình bỏ thêm cái chữ S bằng sắt 16 x 16. Cũng cán 3D để cho nó vừa trang trí đỡ lạc lõng, đỡ vừa là giữ cái thanh ở giữa nó rất là chắc. Bạn chiêm ngưỡng cho mình sẽ quay cận cảnh một số chi tiết, do bộ cổng to quá nên là phải bắc thang lên để quay. Rất hoành tráng. Đấy. Hoa Thép Việt để thiết kế những cái mẫu của nó không quá là nhiều cái họa tiết rườm rà, nhưng mà cái độ chắc chắn, độ sang trọng thì không phải bàn. Nó đẹp. Ừ, đây là phần trên. Ở đây cái thanh này sao vậy? Đây là cái khung nè. Mình chỉ xếp tạm kích thước vậy thôi. Đấy, phần trên là có một cái phích cố định, gắn cố định trên. Rộng 3m9, cao là 90 phân. Giữa có một bông mặt trời. Không quá nhiều tiểu tiết rườm rà nhưng mà toát lên vẻ sang trọng, đúng không anh Hồng? Gì mà phải lắm hoa lá mà. Cổng này nhìn từ này là quá ok. Màu mè lên nữa, nổi bật luôn, không có đối thủ. Ok, nghỉ thôi.